Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Thế Giới Bí Ẩn. Những địa điểm cấm du khách và bí ẩn đằng sau. Không có gì thú vị hơn cái chưa biết và không có gì hấp dẫn hơn một nơi bị cấm. Trên thực tế, nếu có một nơi nào đó bạn không được phép đến sẽ càng khiến bạn tò mò về nơi đó nhiều hơn. Trong video sau đây là 10 vùng đất cấm du khách ghé thăm trên thế giới. Và các bạn đừng quên bấm like, share, subscribe và ấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Thế Giới Bí Ẩn các bạn nhé. Những địa điểm cấm du khách và bí ẩn đằng sau. Thế giới tồn tại nhiều địa điểm khu vực cấm tuyệt đối các hoạt động du lịch vì lý do an ninh, an toàn hoặc để bảo vệ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, càng không thể đặt chân đến, con người càng ham muốn tò mò khám phá về nơi đó hơn. Sau đây là những địa điểm bí ẩn nhất hành tinh và con người gần như không thể tiếp cận được. Căn hầm chống tận thế. Bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Na Uy có một căn hầm chứa 1 triệu hạt giống để duy trì sự tồn vong của loài người khi tận thế xảy ra. Đó là căn hầm hạt giống toàn cầu Survivable HGSV, được xây dựng nhằm bảo vệ nòi giống các loài thực vật khi tận thế xảy ra. Theo các chuyên gia, khu vực này nằm ngoài vùng ảnh hưởng của chiến tranh, đồng thời gần như không chịu ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên. Được biết, cổng ra vào hầm ngầm được xây dựng bằng bê tông gốc cạnh. Ở cuối đường hầm là một cánh cửa kim loại, có khối lượng lớn sáng lấp lánh. Theo các chuyên gia, chức năng của hầm ngầm được ví như khoản tiền an toàn gửi vào ngân hàng. Sau khi đặt các thùng hạt giống vào bên trong, các thùng không thể bị mở ra cũng như loại bỏ bởi bất kỳ ai, trừ cơ quan gửi hạt giống trong trường hợp cần thiết. Năm 2015, HGSV đã mở kho và chuyển khoảng 116.000 hạt giống tới ngân hàng ở Ablebor sau khi ngân hàng này bị phá hoại bởi cuộc nội chiến ở Syria. 2 năm sau, các hạt giống được trồng và những mẫu hạt giống mới được gửi trở lại để cất giữ ở HGSV. Cổng địa ngục. 2.000 năm trước, du khách cổ đại đổ xô tới ngôi đền Hy Lạp La Mã ở thành phố Thánh, Tây Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trên đỉnh một hang động được lan truyền là cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Họ đến để chứng kiến hiện tượng bất ngờ khi các loại vật từ chim cho đến thú cứ đi vào hang sẽ lăn ra chết. Hang động này được đặt tên Butronium theo tên gọi của thần Pluto, thần cai quản địa ngục, với lý do hơi thở chết chóc tại đây sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh vật ở trong phạm vi hang động, ngoại trừ các cha sứ miễn dịch, những người đem các con vật vào hang tế lễ mà không ai bị làm sao. Nhà sử học, tác giả người La Mã cổ miêu tả hiện tượng này là công việc của Charon, người lái đò đưa người chết vượt sông oan hồn Acheron xuống địa ngục theo thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, 2.000 năm sau, các nhà khoa học hiện đại đã đưa ra lời giải thích cho hiện tượng bí ẩn trên và kết luận nó không phải là hiện tượng siêu nhiên. Theo kết quả nghiên cứu gần đây công bố trên tạp chí khoa học khảo cổ và nhân chủng học xuất bản vào tháng 2, một vết nứt trên bề mặt đất ở phía dưới hang động sản sinh ra khí CO2 với liều lượng cao có thể gây chết người. Sử dụng máy phân tích khí di động, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy khí CO2 đạt mức từ 4 đến 53% tại cửa hang và thậm chí lên tới 91% phía sâu trong hang. Liều lượng vượt mức có thể giết chết sinh vật sống. Chính vì vậy, những con vật đi vào trong hang không còn kết cục nào khác ngoài cái chết. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế giới, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Khu lăng mộ là khu bảo tồn văn vật quan trọng cấp quốc gia của Trung Quốc. Khu lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 246 đến năm 208 trước công nguyên. Nơi đây dùng để chứa các kho báu có giá trị về mặt lịch sử và kinh tế. Nhiều người đã mất mạng trong quá trình xây dựng lăng mộ để đời của Tần Vương. Những người thợ, nghệ nhân tham gia chế tác các bức tượng binh sĩ đất nung và nhiều đồ vật tinh xảo bị chôn sống hoặc giết hại để bảo vệ bí mật vị trí của ngôi mộ. Được thiết kế giống như kim tự tháp có chiều cao 76m và rộng gần 350m2. Đặc biệt, khu lăng mộ được thiết kế như một tổ hợp các cung điện đền đài, được bao quanh bởi những thành quách. Khu lăng mộ xây dựng suốt 36 năm, được chia thành hai phần nội thành, hình vuông và ngoại thành có hình chữ nhật. Phía nam lăng viên là khu mộ táng. Nắm mộ có hình nón 4 cạnh, mộ chôn cất sâu, trong quan, ngoài quách, chứa rất nhiều đồ châu báu trong cung. Mặc dù đã được phát hiện và khai quật, nhưng nơi đây vẫn được đưa vào danh sách cấm. Những vật phẩm giá trị về mặt lịch sử khiến nơi đây luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu cấm địa sau thảm họa hạt nhân. Hơn 30 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine,
Bridget vẫn là một thành phố ma khi nồng độ phóng xạ cao gấp hàng trăm nghìn lần so với bình thường. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, các kỹ sư tiến hành một thử nghiệm và vô tình khiến lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl phát nổ, tạo đám cháy khổng lồ. Hàng trăm nhân viên cứu hỏa mất 10 ngày để dập tắt ngọn lửa, hơn 50 công nhân làm việc trong lò phản ứng thiệt mạng ngay khi thảm họa xảy ra. Các nhà khoa học cho biết mức phóng xạ trong vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cao gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. 36 giờ sau sự cố, chính quyền Liên Xô phải sơ tán khẩn cấp 120.000 người khỏi khu vực, bao gồm 43.000 dân ở Pripyat, hệ thống radar của chính quyền Xô Viết cũ trong thời chiến tranh lạnh nhằm phát hiện tên lửa bị bỏ hoang tại Pripyat. Nhiều thập kỷ sau sự cố kinh hoàng, một vài người quay trở lại thành phố bất chấp lượng phóng xạ còn tồn động có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Nhiều loài động vật phát triển mạnh tại nơi đây do không có sự tác động của con người, tuy nhiên tỷ lệ đột biến rất cao do nguồn thức ăn của chúng bị nhiễm lượng phóng xạ lớn. Hiện tại, vài chục công nhân làm việc trong thành phố khoảng vài giờ mỗi tháng để khôi phục lại một số công trình. Khu vực tuyệt mật nhất nước Mỹ nằm cách Las Vegas gần 100 km về phía Bắc, với diện tích 920 km2, khu vực 51 là một căn cứ không quân tuyệt mật được thành lập theo lệnh của Tổng thống Mỹ khi đó là Eisenhower. Hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2 đang được phát triển bởi tập đoàn Lockheed. Có nhiều lời đồn đại rằng đường quốc lộ 375 dẫn tới vùng 51 là nơi thường xuyên xuất hiện UFO nhất tại Mỹ. Và vì thế, khu vực này đã trở thành đề tài bàn tán rộng rãi rằng chính quyền liên bang đang giấu những bằng chứng về tàu vũ trụ hay người ngoài hành tinh ở đó. Có một chi tiết thú vị là hình ảnh về vùng 51 có thể lấy từ Google Maps, thậm chí người ta còn thấy vài nhà hàng nằm trong căn cứ. Nhưng đó cũng là vài hình ảnh hiếm hoi thôi, vì thực tế là những hình ảnh từ vệ tinh liên quan đến vùng 51 trước kia cũng bị ngăn cấm phát tán cho đến vài năm gần đây. Tóm lại, vùng 51 cụ thể đang ẩn giấu thứ gì thì cũng chưa thể khẳng định được, nhưng ít nhất thì thông tin về người ngoài hành tinh vẫn là không có cơ sở. Và quân đội Mỹ chắc chắn sẽ không để cho ai xâm nhập vào khu vực này. Hòn đảo hoang đầy xương người ở Italy. Bovelia là một đảo nhỏ ở ngoài khơi bờ biển phía đông của miền Bắc Italy. Nơi đây nổi tiếng bởi lịch sử đầy chết chóc, hòn đảo này lần đầu tiên được biết đến vào đầu thế kỷ thứ 5. Giai đoạn này, đế chế La Mã dần suy tàn, nơi đây trở thành chốn trú ẩn của nhiều tộc người trong các cuộc xâm lăng. Theo các nhà khoa học, trước thời điểm phát hiện, hòn đảo từng có sự xuất hiện của con người. Cụ thể, nhiều ghi chép lịch sử chỉ ra rằng một nhóm người Italy đã sinh sống ở đây từ năm 2000 trước công nguyên. Năm 1347, bệnh dịch hạch lớn đầu tiên xảy ra ở Italy. Xác chết chất đầy các hố chôn tập thể tại nước này. Để giải quyết tình trạng đó, hàng chục nghìn nạn nhân mắc bệnh đã được mang đi cách ly. Đảo Bovelia trở thành một trong những nơi lưu trú của họ. Trong một cuộc khai quật trên đảo, các nhà khảo cổ đã tìm kiếm được hơn 1.500 bộ xương của bệnh dịch hạch bị chôn vùi trong hố. Họ tin rằng vẫn còn hàng nghìn người chôn trong lòng đất. Đầu thế kỷ 20, chính phủ đã tái sử dụng các tòa nhà trên đảo làm chỗ ở cho người mắc bệnh tâm thần. Bovelia trở thành nơi chứng kiến những cực hình và thí nghiệm tàn khốc trên người bệnh nhân tâm thần của một bác sĩ điên. Sau cái chết của bác sĩ này, nhiều giả thuyết đã đưa ra. Một số người nói rằng bác sĩ đã tự tử để trốn tránh trách nhiệm đối với những hành vi ghê tởm của mình. Câu chuyện khác cho thấy các linh hồn đau khổ trên đảo đã ám ảnh anh ta, và lối thoát duy nhất của bác sĩ là tự sát. Một phiên bản nữa lại tiết lộ rằng ai đó hoặc một thực thể nào đó đã đẩy anh ta ra khỏi tòa tháp. Năm 1968, những người cuối cùng còn lại đã rời hòn đảo. Cuối năm 2009, nơi đây trở nên nổi tiếng hơn sau chương trình Ghost Adventure của Mỹ. Đây là chương trình nổi tiếng chuyên điều tra những địa điểm được cho là ma ám trên thế giới. Người dẫn chương trình Zach Barger khẳng định đã bị một thực thể đen tối chiếm hữu sau khi nghe giọng nữ rên rỉ tên mình và kêu "Hãy đến đây" bằng tiếng Italy. Đảo rắn nằm ở ngoài khơi vùng ven biển đông nam Brazil, gần thành phố São Paulo. Đảo rắn Ilha Madre Grande nổi tiếng với hàng nghìn con rắn hổ lục đầu vàng trương trên cành cây. Loài rắn trong danh mục động vật cực kỳ nguy cấp này sở hữu nọc độc đủ mạnh để giết chết những con chim lớn và có thể tóm gọn con mồi đang bay giữa không trung. Các nhà chức trách không cho phép người dân lai vãng qua đảo, trừ một số ít nhà khoa học được cấp phép tới đây mỗi năm. Rắn hổ lục đầu vàng chỉ sống ở khu vực không có người ở. Loài rắn đặc hữu trên đảo độc gấp 5 lần họ hàng của chúng ở đất liền.
Nhát cắn của rắn hổ lục đầu vàng có thể giết chết người trưởng thành trong vòng 1 giờ. Trong nọc rắn có chứa hematoxit, chất phá hủy hồng cầu và mô của con mồi. Vừa rồi là những địa điểm cấm du khách và bí ẩn đằng sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn subscribe, bật chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ Gen. Xin chào và hẹn gặp lại!